Thân chào các bạn, hôm nay tôi xin trình bày về đề tài vệ sinh vết thương. Đó là một quan niệm khá mới về chăm sóc vết thương. Xin mời các bạn theo dõi. Vệ sinh vết thương là một đồng thuận quốc tế năm 2020 của các chuyên gia quốc tế về vết thương từ Canada, Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Nhật Bản và các nước Âu Châu và được đăng trong tạp chí về vết thương. Và các bạn có thể tải xuống từ link tôi để trên màn hình. Tựa đề của sự đồng thuận này gồm có 3 nhóm từ mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là hard to heal wounds, tức là vết thương khó lành. Thuật ngữ vết thương khó lành thay thế cho nhóm thuật ngữ vết thương mãn tính. Vì vết thương mãn tính là căn cứ vào thời gian lành của vết thương, thường là 4 tuần. Trong khi đó, vết thương khó lành căn cứ vào diễn biến của vết thương và nó có định nghĩa khác. Nhóm thuật ngữ thứ hai là anti-biofilm intervention, tức là để đối phó với vết thương khó lành. Cái chiến thuật chủ yếu là sự can thiệp sớm để chống với màng biofilm. Màng biofilm thì tôi đã trình bày trong một cái đề tài khác, các bạn có thể xem lại. Nói một cách đơn giản hơn, để điều trị vết thương khó lành, đó là sự ngăn ngừa hay phá hủy màng biofilm. Và khái niệm này đưa đến một cái khái niệm chung mới chúng ta gọi là vệ sinh vết thương, wound hygiene. Vệ sinh vết thương gồm có 4 bước. Bước thứ nhất là rửa vết thương. Bước thứ hai là cắt lọc vết thương. Bước thứ ba, tái tạo bờ vết thương. Và bước thứ tư là băng vết thương. Thì trong bài nói chuyện đầu tiên này, tôi sẽ nói về bước thứ nhất, đó là rửa vết thương. Mục tiêu rửa vết thương đó là lấy đi các chất bẩn, các dịch tiết, vi khuẩn, các mô chết để mà ngăn ngừa sự nhiễm trùng. Đồng thời, khi rửa như vậy thì chúng ta có thể đánh giá vết thương rõ ràng hơn. Nhưng mục đích chủ yếu của rửa vết thương, như cái mục đích chính của cái đồng thuận này, đó là sự ngăn ngừa thành lập màng sinh học, tức là màng biofilm. Màng sinh học trong giai đoạn đầu chúng ta không thấy được, nhưng chúng ta phải giả định là nó đã được thành lập sau vài tiếng đồng hồ khi có vết thương hở ở da. Chúng ta cũng rửa vết thương trước khi cắt lọc hay là lấy mẫu cấy. Đồng thời, đó là làm cho người bệnh thấy mình sạch sẽ hơn. Đây là một yếu tố tâm lý vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý để tạo một sự thoải mái cho người bệnh. Có 3 câu hỏi đặt ra khi rửa vết thương. Thứ nhất là chúng ta rửa vết thương bằng gì? Thứ hai, thế nào là rửa cho đủ? Có tẩy được các chất bẩn và các mô chết hay không? Và thứ ba là cái dung dịch mà chúng ta dùng rửa vết thương có nguy hại gì đến mô lành của vết thương hay không? 3 câu hỏi ấy sẽ được trình bày trong một cái bảng so sánh giữa các dung dịch rửa vết thương trong phần cuối của bài nói chuyện này. Định nghĩa hiện nay về vết thương khó lành, đó là một vết thương đã thành lập biofilm. Thì biểu hiện của một vết thương khó lành xuất hiện rất sớm là khoảng vào ngày thứ 3, tức là 48 cho đến 72 giờ sau khi có vết thương, gồm có 3 đặc điểm. Thứ nhất là tăng dịch tiết. Thứ hai là xuất hiện cái mảng mục. Và thứ ba là tăng kích thước. 3 yếu tố này khi đã xuất hiện thì chúng ta có thể kết luận đó là một vết thương khó lành. Và mục tiêu chúng ta là làm sao ngăn ngừa và bài trừ màng biofilm. Dịch tiết tiết ra từ vết thương thì nó chứa nhiều vi khuẩn hơn, là tại vì đó là cái môi trường tốt
để cho các vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Đồng thời, nó chứa nhiều cái enzyme phân hủy protein, chúng ta gọi là MMP, và các cytokines, đó là cái tín hiệu viêm và miễn dịch, và nó có thể gây ra những cái chuỗi phản ứng bất lợi cho vết thương. Ngoài ra, dịch tiết còn làm giảm các yếu tố tăng trưởng và phá hủy dàn cấu trúc ngoại bào. Các yếu tố trên kết hợp với nhau và đưa đến cái hậu quả là làm giảm sự sinh sản các tế bào làm lành vết thương. Các cách thức rửa cổ điển trước đây bao gồm cách rửa không chạm vào vết thương. Đó là xuất phát từ quan điểm vô trùng của ngoại khoa. Người ta dùng dòng nước hay là tia nước để phun, để xịt vào vết thương. Và tuyệt đối không chạm hay sờ mó vào vết thương. Cách thức này rất phổ biến trước đây. Nhưng hiện nay nó chứng minh là không hiệu quả vì không tẩy rửa được màng biofilm vốn là rất dính chặt vào vết thương. Cách thứ hai buồn cười hơn là chỉ có Tây Phương. Đó là cách sức dầu thánh, đặt tên theo một tục lệ công giáo. Người ta nhỏ vào vết thương chừng khoảng 5-10cc nước muối sinh lý và hy vọng là vết thương sẽ được rửa sạch. Thì cách thứ hai này chúng ta biết là hoàn toàn không hiệu quả, nhưng đã có một thời người ta làm theo cách này. Cách thứ ba là dùng gạt vải thấm nước muối sinh lý và chà rửa trên vết thương. Đây là cách thông dụng nhất mà hiện nay rất nhiều nước trên thế giới đừng sử dụng. Cách thức rửa hiện nay thì thay vì dùng gạt vải, người ta dùng gạt một cái monofilament hoặc là microfibers. Các loại gạt này nó sẽ gây không đau cho vết thương vì nó trơn láng và nó lại có thể thấm hút các chất bẩn nhiều hơn. Tiến xa hơn, người ta có thể dùng các máy để mà tưới rửa và hút liên tục trên vết thương, hoặc là dùng các máy xịt rửa theo xung. Đây là những cái dụng cụ tưới rửa hiệu quả nhất và hiện đại nhất. Dung dịch rửa lý tưởng là thứ nhất là không gây khó chịu. Thứ hai là không độc cho tế bào và cơ thể. Thứ ba là đẳng trương. Chúng ta biết rằng các dung dịch không đẳng trương sẽ làm cho nước di chuyển vào trong hoặc ra ngoài dịch ngoại bào thì có thể gây ra ngộ độc nước hoặc là mất nước. Kế đến, độ pH phải là trung tính, là khoảng chừng 5.5. Chúng ta biết rằng cái pH của dịch ngoại bào có tánh hơi acid một chút. Do đó thì thay vì là 7 là pH trung tính thì đúng ra pH trung tính cho dịch ngoại bào là 5.5. Kế đến là dung dịch rửa phải có hiệu quả, và cuối cùng là dung dịch rửa ấy không gây mùi, không tạo mùi. Về dung dịch rửa, chúng ta có hai loại. Thứ nhất là loại không sát khuẩn và thứ hai là loại sát khuẩn. Thì chúng ta nói về cái loại không sát khuẩn trước, gồm có ba cái loại chính, đó là nước. Nước này có thể là nước vô trùng hoặc là nước từ vòi nước, tức là không vô trùng. Thứ hai là nước muối đẳng trương, dĩ nhiên là đây là nước muối vô trùng, chúng ta gọi là normal saline. Và thứ ba nữa là chất giảm sức căng bề mặt là surfactant. Về nước, nước nói chung thì nó thường có sẵn mọi nơi, nó rẻ tiền và không gây dị ứng. Nhưng mà vì là nước, do đó nó có tính nhược trương, nếu mà chúng ta dùng nhiều thì có thể gây ngộ độc nước, do nước nó sẽ thấm từ vết thương vào cơ thể. Và nước không bảo đảm vô trùng thì những người bị giảm miễn dịch, có sức đề kháng kém thì có thể làm cho nhiễm trùng từ nước. Và một vài nghiên cứu cho thấy nước cho kết quả tốt hơn là nước muối đẳng trương. Tôi không đọc chi tiết của các nghiên cứu này, nhưng mà có thể vì nước dễ dàng lấy tự do hơn là saline, do đó người ta sử dụng tự do hơn. Về nước muối đẳng trương, đó là loại dung dịch sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
nó dễ dàng có sẵn trong các cơ sở y tế, nó vô trùng, rẻ tiền, không gây dị ứng và không ngăn cản quá trình làm lành vết thương. Nhưng người ta chứng minh là nó không có hiệu quả làm bớt vi khuẩn trên vết thương, nhất là trên màng biofilm. Và vi khuẩn có thể phát triển ngay trong bình chứa nước muối đặng trương sau khi đã mở nắp ra trong khoảng 24 tiếng đồng hồ. Chất làm giảm sức căng bề mặt là surfactant, đó là một chất tương đối mới, thì thường chỉ là được thêm vào dung dịch rửa để làm cho sức căng nó giảm đi và việc tẩy rửa vi khuẩn sẽ dễ dàng hơn. Chất phổ biến nhất hiện nay đó là betaine trong củ cải đường và Bloxamers, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng còn rất hiếm chúng ta thấy trong các dung dịch rửa. Ngoài các chất surfactant thì còn có các chất khác như là các chất kết nối kim loại gọi là chelators như ETA để mà kết dính với lại các kim loại làm phá vỡ sự kết nối của các vi khuẩn. Về dung dịch sát khuẩn lý tưởng thì thứ nhất là nó có khả năng giết chết được vi sinh vật, thì gồm có vi khuẩn, vi nấm, vi ký sinh. Riêng về virus thì đây là một cái vấn đề có thể là khó khăn cho các dung dịch sát khuẩn. Vì virus nó có hai dạng, dạng sống là nằm trong tế bào và dạng không sống là variant thì nằm ngoài tế bào. Các dung dịch này có khả năng giết chết các dạng không sống bên ngoài tế bào. Còn nếu mà muốn giết chết cái dạng sống tức là virus nằm trong tế bào thì nó cũng phải giết cả luôn tế bào. Thứ hai, các dung dịch sát khuẩn lý tưởng là nó phải có khả năng xuyên thủng màng biofilm hoặc là phá vỡ cái màng biofilm này. Do đó, chúng ta sẽ thấy cái bảng danh sách về các dung dịch sát khuẩn hiện nay là đều phải đáp ứng cái điều kiện này. Thứ ba là dung dịch đó có thể đi được vào các ngóc ngách của vết thương. Kế đến là nó không độc cho cơ thể, không gây dị ứng, có sẵn và giá thành hợp lý. Các dung dịch sát khuẩn được sự đồng thuận quốc tế hiện nay bao gồm thứ nhất là polyhexametylene biguanide PHMP. Loại này thì nó sẽ xuyên thấu màng biofilm. Nó có cái phổ rộng để khử trùng, khử virus và vi nấm. Và hiện nay chưa có bằng chứng về kháng thuốc, cũng như là nó có thể kết hợp với các chất surfactant làm tăng hiệu quả sát khuẩn của nó. Thứ hai là octinidin dihydrochloride. Dung dịch sát khuẩn này chủ yếu dùng ở châu Âu chứ rất hiếm khi dùng ở Bắc Mỹ. Thì loại dung dịch này nó chứng tỏ ngăn ngừa và lấy đi màng biofilm, tẩy được các vi khuẩn và các chất bẩn. Bản chất của nó thì giống như chất surfactant dương tính, tức là loại calcium, để mà hấp thu các chất bẩn và các vi khuẩn. Nó ít kích thích vết thương cũng như là thời hạn bảo quản rất lâu. Thứ ba là dung dịch hypochlorous acid. Công thức hóa học là HClO. Chúng ta đừng nhầm lẫn với lại dung dịch Dakin hoặc là nước Javel hoặc là tiếng Anh là bleach. Có công thức hóa học là NaClO. Đó là sodium hypochlorite. Hai cái dung dịch này khác nhau. Và mặc dầu dung dịch Dakin vẫn còn sử dụng ở một số nơi với cái nồng độ thấp, nhưng mà hiện nay nó được thay thế bằng cái hypochlorous acid này, bởi vì nó có tác động kháng khuẩn rộng và nhanh, không kích thích vết thương, có độc tính rất thấp so với lại dung dịch Dakin hay là nước Javel, và dùng để rửa hay làm nới rộng băng thương. Dung dịch thứ tư là chlorhexidine gluconate. Đây là cái dung dịch phổ biến nhất sử dụng ở Bắc Mỹ. Và cái dung dịch này đã chứng minh là có khả năng tiêu diệt được tụ cầu vàng kháng methicillin, cũng như là vi trùng hú xanh và các vi nấm Candida albicans.
tác dụng kháng khuẩn của nó càng hiệu quả khi mà đặt thuốc lâu ở trong vết thương. Ngoài ra, cái tỷ lệ dị ứng của nó rất là thấp nhưng có thể gây ra tỷ lệ viêm da cao hơn, nhất là làm cho ngứa ngáy da. Dung dịch cuối cùng cũng rất là phổ biến ở Bắc Mỹ, đó là Providone Iodide. Dung dịch này lại không được liệt kê vào trong bản danh sách của bản đồng thuận này với lý do là độc với nồng độ cao và gây dị ứng mô chung quanh da. Về nhiệt độ rửa thì phải là ấm vừa phải, không quá nóng. Điều này không có quan trọng lắm ở điều kiện Việt Nam, nhưng mà ở các xứ lạnh thì rất là quan trọng, vì nhiều khi các dung dịch để quá lạnh làm cho người bệnh không chịu nổi. Kế đến là về dung tích rửa, ít nhất là phải từ 50 cho tới 100cc để mà có thể rửa sạch vết thương, nhiều khi còn phải nhiều hơn thế. Về áp lực rửa, khoảng từ 8 cho tới 15 PSI, thật sự ra là không tính được theo điều kiện Việt Nam, nhưng mà tương đương với lại dung dịch rửa trong ống tiêm là 35cc và dùng kim 19. Tuy nhiên, hiện nay hiếm cơ sở nào có ống tiêm loại này, do đó chúng ta áp dụng định lực vật lý, tức là kim càng lớn hay ống tiêm càng nhỏ thì áp suất càng lớn. Thực tế là chúng ta có thể dùng ống tiêm 10cc hoặc 20cc với kim càng lớn càng tốt, như là kim số 14 chẳng hạn, để mà có thể bơm rửa, hoặc là ta dùng những các bình xịt rửa chuyên dùng. Lúc nào rửa thì chúng ta sẽ rửa vết thương khi mà chúng ta thay băng mới, hoặc là lấy bệnh phẩm, hoặc là để cái khuẩn, hoặc là để đánh giá vết thương, hoặc là khi mà vết thương dịch tiết quá nhiều, hoặc là khi vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Đó là chúng ta nói về phần rửa vết thương tại chỗ. Chúng ta cũng không quên là phải rửa vùng quanh vết thương, là periwound, vì vùng quanh vết thương là nơi sinh sống của tập thể các vi sinh vật trên da của chúng ta, gọi là microbiome. Và mỗi người sẽ có microbiome đặc thù. Tuy nhiên, nó là nơi để các quần thể vi sinh vật xâm nhập trở lại vết thương. Cho nên, chúng ta phải cần rửa ít nhất ra khỏi 10-20cm từ bờ vết thương. Và tránh nước rửa trở lại vào vết thương, vì chúng ta sẽ đưa các vi khuẩn trở vào trong vết thương. Đây chỉ là phần chăm sóc vết thương tại chỗ, chưa tính đến yếu tố như thể trạng bệnh nhân, bệnh lý nền và các nguyên nhân gây ra vết thương.